Vâng, xin chào tất cả các bạn, và rất là nhiều các bạn đang hỏi là SEO top là như thế nào ạ, và SEO top là như thế này ạ. Và mình sẽ demo cho các bạn biết cái SEO top là như thế nào ở Marketplace. Thì vào tài khoản, và vừa xong mình đăng một bài, đúng không ạ? Mình đăng một bài ở trên Marketplace của mình. Đây là một bài này, nó đăng vào 17 phút trước ạ. Bạn nhìn thấy không ạ? 17 phút trước. Và trong tài khoản này thì mình chỉ đăng một bài duy nhất, bài này thôi, và ở Đà Lạt, đúng không ạ? Thì khi mà ai đó, đúng không ạ, mà mình bán cái áo thun này là áo thun phản quang, đúng không ạ, hay là áo thun, thì bây giờ mình sẽ vào Marketplace, đúng không ạ? Mình vào Đà Lạt, đúng không ạ? Marketplace. Giả sử đây đứng ở góc độ mình là người mua hàng, đúng không ạ? Đâu đó là 40 km thì đéo đi, đúng không ạ? Cho thay đổi vị trí một tí. Thì vừa xong là 17 phút trước mình đăng bài, đúng không ạ? 17 phút trước mình đăng bài. Thì ai đó, giả sử, đúng không ạ? Giả sử ai đó muốn mua một áo thun, đúng không ạ? Người ta sẽ gõ từ áo thun là từ cơ bản nhất, đúng không ạ? Để mua một áo thun, đúng không ạ? Và 17 phút trước và tôi đăng bài, thì chắc chắn rằng có rất là nhiều người đang đăng áo thun ở trên này, đúng không ạ? Thì những bài mà xuất hiện ở những cái bài đầu tiên như thế này thì rất dễ là được người khác click, cộng với cái hình ảnh đẹp, đúng không ạ? Thì bài của tôi, đúng không ạ, đang ở là vị trí thứ hai, 17 phút trước, đúng không ạ? 18 phút trước này, đúng không ạ? Thì đây gọi là SEO top, đúng không ạ? Đấy, đây là tài khoản của tôi. Và anh mình có thể thử xem mà cái khả năng top của mình nó ở như thế nào nhé. Tại vì mình đang bán ở Đà Lạt, đúng không ạ? Nếu mà ai đó ở Đà Lạt sẽ thấy được cái bài này của mình. Ví dụ như càng về thấp, đúng không ạ, thì nó sẽ càng dễ nhìn thấy cái bài của mình. Đây vẫn có, đúng không ạ? Nếu ở 10 km thì vẫn thấy cái sản phẩm của mình, đúng không ạ, ở trên top. Thì cái điều này nó giúp ích cái điều gì ạ? Giúp ích là cái việc mà mình khi mà đăng một cái sản phẩm nào lên đó, ai mà kiếm, đúng không ạ, ai mà muốn mua cái sản phẩm của mình, thì nếu mình ở top đầu tiên ấy, thì rất dễ là được inbox và được click, đúng không ạ? Nếu mà đẹp nữa, hình ảnh đẹp nữa thì click rất nhiều thì rất dễ dàng tạo ra sự chuyển đổi, rất dễ dàng có inbox. Đấy là cái ý nghĩa của SEO top, đúng không ạ? Đây, ví dụ như là một cái khác nữa, 5 km đi ạ, nhỏ hơn, đúng không ạ? Vẫn ở trên này, đúng không ạ? 5 km thì vẫn ở vị trí này. 2 km thì sao ạ? Nó khác gì không ạ? Ok, 2 km gõ từ áo thun, đúng không ạ? Khi mà 2 km gõ từ áo thun thì top bị rớt. Tại vì sao ạ? Tại vì lúc này cái index của mình nó bị trôi xuống dưới, do có một lúc có rất là nhiều người, đúng không ạ, đang mà mình là cái người mà mới đăng gần thì nó sẽ không được thứ hạng cao, đúng không ạ? Nhưng mà vẫn ở trong cái trang đầu tiên, người ta vẫn kiếm được mình. Tuy nhiên, nếu như mà tôi gõ từ áo thun phản quang, nếu mà ở Đà Lạt các bạn sinh viên đang thích, đúng không ạ? Cái hot trend về áo thun phản quang đang cực kỳ hot trên mạng chẳng hạn, và bạn đang bán một cái sản phẩm rất là hot trend ở một cái địa điểm như vậy, đúng không ạ? Phản quang thì như nào ạ? Đây, kiếm từ khóa này, đúng không ạ? Và mình, đúng không ạ, đang ở top đầu, đúng không ạ? Đây, ngoài phạm vi bạn tìm kiếm này, đúng không ạ? Tại vì 2 km thì nó quá nhỏ, bình thường thì không ai kiếm ở đây đâu, thường là làm 10 và 20 cây, đúng không ạ? Và tôi là top 1, đúng không ạ? Nếu là 10 km thì mình đang top 1, đúng không ạ? Đây, đúng không ạ? Và nếu mà 20 km thì chắc chắn rằng vẫn ở top, đúng không ạ? Đấy, vẫn ở top 1, đúng không ạ? Áo thun phản quang thì vẫn ở top, đúng không ạ? Và thử xem là 40, đúng không ạ? Và bình thường một cái người, đúng không ạ, một người hay đăng mặc định, cái địa chỉ mặc định của họ là thường là 60 km. Cái tài khoản mặc định của một cái Marketplace là 60 km và, đúng không ạ? Khi mà ai đó kiếm từ áo thun thì nó sẽ bị cạnh tranh với những người khác, đúng không ạ? Và đây tôi đã nhảy lên chỗ này rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà áo thun phản quang, đúng không ạ? Phản quang thì chắc chắn rằng tôi là top 1, đúng không ạ? Và điều này có ý nghĩa gì ạ? Nếu như, đúng không ạ, nếu như mà mình bán một sản phẩm nào đó, và ở trên cái thị trường ở khu vực đó người ta đang kiếm rất là nhiều, và mình là người xuất hiện đầu tiên, thì cái tỷ lệ bán hàng rất là cao, đúng không ạ? Và nếu như anh em mình muốn học cái bí mật SEO top Marketplace thì liên hệ cho mình nhé. Và đây là cái ý nghĩa của việc này, đúng không ạ? Khi mà đứng ở top đầu thì rất là dễ có người click, và click thì gì ạ? Tỷ lệ chuyển đổi sẽ rất cao, ý là như vậy đấy. Thì hiện tại thì Marketplace là một cái kênh khủng khiếp nhất, có lượng traffic lớn nhất hiện tại. Vì sao? Tại vì nó không giới hạn môi trường, Chính điều này làm cho chúng ta có một cái cơ hội cực kỳ lớn là tất cả những người sử dụng Facebook đều là khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Và chúng ta đang giữ một cái bí mật là SEO top, có nghĩa là làm tối ưu cái bài viết của mình, đúng không ạ? Có tốt, đúng không ạ? Có tốt để đăng bài này để nó lên, đúng không ạ? Nếu như mà cái từ khóa mà tôi SEO top đến gọi là từ khóa chính xác mà tôi muốn SEO, nó giống như là chạy quảng cáo Shopee ấy, đúng không ạ? Áo thun hình gấu, đúng không ạ? Hình gấu thì là sẽ là duy nhất, đúng không ạ? Nó sẽ là top 1 duy nhất, đúng không ạ? Dù là 60 km hay là 40 km thì mình cũng là top 1 duy nhất. Đây là khủng khiếp nhất ạ. Nếu như mà một cái sản phẩm mình mang tính chất độc quyền và mình là một người duy nhất ở trên các địa bàn mình bán, và nếu như mà bạn cảm thấy đây là Đà Lạt nhé, và các bài khác ở 64 tỉnh thành mà bạn đều là người ở top 1 thì như thế nào ạ? Nó vô cùng khủng khiếp đấy, đúng không ạ? Ở đây là cái đầu tiên, đúng không ạ? Đầu tiên. Ok. Nhưng mà không ai, rất ít người kiếm từ khóa chính xác, đúng không ạ? Nên mà từ khóa áo thun phản quang là ok rồi, đúng không ạ? Đấy, thì là đã có top rất là lớn rồi. Và đây bây giờ nhảy đến top 1, tại vì càng lâu thì nó sẽ càng lên, đúng không ạ? Nó index cái vị thứ xếp hạng của Facebook ấy. Tại vì vừa đăng mười mấy phút trước thì cái vị thế nó mới, đúng không ạ? Nó cần phải index, nó chuẩn SEO rồi nhưng mà nó phải cần index thì nó mới lên được. Đấy, càng về sau thì cái thứ hạng rank của mình nó càng cao. Ok, và nếu như vậy, đúng không ạ? Anh em mình nào mà muốn học SEO, đúng không ạ, Marketplace, cái tool này, đúng không ạ, liên hệ admin nhé. Ok, chúc tất cả các bạn sử dụng kênh Marketplace hiệu quả.